Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay thì giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 sẽ diễn ra chặng đua thứ 7 từ Huế về Hội An của Quảng Nam. Đây là chặng đua thách thức nhất và cũng là chặng đua quyết định để các tay đua phân thứ hạng trên bảng xếp hạng. Sau khi chặng 5 với thách thức là đèo ngang bị hủy, thì tới chặng 7, những tay đua leo đèo thượng hạng như Runrey Navarra, Javier Sada Perez hay Misa Mat mới có dịp khoe tài để cạnh tranh cho chiếc áo chấm đỏ. Chặng 7, các vận động viên sẽ phải leo 3 con đèo: Phước Tượng, Phú Gia và thách thức lớn nhất là đèo Hải Vân. Nếu đèo Phú Gia và Phước Tượng tay đua về nhất chỉ được 5 điểm thưởng, thì ai lên tới đỉnh đèo Hải Vân trước sẽ có được tới 30 điểm. Vì thế chặng này cũng sẽ sớm quyết định ai sẽ đoạt chiếc áo chấm đỏ dành cho vua leo núi. Năm nay tôi đã giành áo chấm đỏ tại cúp truyền hình và tôi hy vọng sẽ có danh hiệu này tại VTV Cup. Đây cũng là chặng đua thách thức nhất. Những tay đua nước rút như áo vàng Im Jajon không mạnh về leo đèo sẽ bị rớt lại phía sau. Nên đây sẽ là cơ hội để Loïs Dèdriac thu hẹp khoảng cách 14 giây. Ekip Dược Domesco Đồng Tháp với những chuyên gia leo đèo như Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái sẽ quyết tâm ở chặng này để tranh chấp danh hiệu đồng đội. Hiện tại họ đang đứng thứ 8 với cách biệt là 1 phút 35 giây so với tập đoàn Lộc Trời ở vị trí số 1. Với đội Dược Domesco Đồng Tháp thì sẽ luôn đeo bám các đối thủ mạnh của các đội nước ngoài để cùng lên đèo, và khi xuống đèo sẽ tính toán tiếp để có thể giành những thứ hạng cao nhất cho đội. Và cũng đừng quên những tay đua leo đèo cự phách bên phía đội Philippines Navy Standard cũng đang rất quyết tâm để trở lại top 3 đồng đội. Sẽ là một cuộc ganh đua vô cùng quyết liệt. Thứ hạng và thậm chí là các danh hiệu cá nhân và đồng đội sẽ được định đoạt ở chặng leo đèo thứ 7 này.